Hello, xin chào tất cả bà con. Đây test con Takeda của Nhật nha. Này có chân thắng, đèn 3 pha 200, máy đẹp tuyệt vời. Dài 1m6, trống tâm 650, lỗ 53, có băng 3.7, quay dao 200, mâm cặp 190, 3 trái thuận, đèn 3 pha 200. Con này mất bảng sắp răng nha. Anh em nào search lên Google kiếm bản sắp răng nha. Con nào cái này lật ngược không ạ? Vít me cũng còn đẹp. Băng bồng hồi đẹp, vít me đẹp cũng đẹp luôn. Có máng, có tiếng thắng thắng cơ nha. Hoạt động ok, không em lắm mà cũng không đeo, đang tự động, có ống chỉ luôn nha, chỉ còn số, đang bằng dưới, ở giữa này có nước nè, anh em rút ra, bằng trên, này là nước giữa, nước giữa mới được nha. Cái này có ba nước nha, đang ăn mà. Có cái chằng cà đồng có đúng ba nước á, đang từ đồng đang chờ ra nè, đảo lại đảo cái kia kìa, cái bên góc á, cái kia hả, phía trên là chỉ có bắt nhông thôi. Để đi nhấp đấy chứ nặng làm sao mà. Qua về nó không phải hết, gạt lại đi, nhấp lên thử. Dạy lại coi phòng chưa hả? Nhờ cái đồng lên. Nhập răng đi. Mang chạy ra rồi. Xe vô. Coi này là lão chỉnh sao đi. Số đây. Này cây trong là 3 ngất, cây ngoài là 2 ngất nha. Cái ngắn là 2 ngất, trong 3 ngất, ngoài 2 ngất. Là đủ các số. Này hộp sau bụng có kêu rồ 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 nha. Nhanh
Đạp lên trên á, đạp trên á, đạp thẳng, đạp trên mà. Thẳng đạp lên nha, không phải đạp xuống nha anh em. Số này tốc độ vừa. Hết số chưa? Cũng nhanh luôn nè. Rồi, máy hoạt động ok, cắt số, giá rẻ. Đưa nhờ cho anh em nào về làm xe máy hoặc Honda hay gì đó chế cháo. Ngày tháng này nhớ đập lên trên nha. Thôi anh em có nhu cầu với con này thì có gì alo nha.